Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước ban hành kế hoạch số 371 triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Thời gian triển khai thực hiện kế hoạch này từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023. Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ biến kế hoạch, triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã nhằm kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Đặc biệt chú trọng kiểm tra các sản phẩm, nhóm sản phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ quả, phụ gia thực phẩm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, kiểm soát không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu do methanol.